Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến tham quan một căn nhà xây rất là đẹp, một căn nhà với diện tích ngang 4,5m, độ dài 13m, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ kề bên công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với hướng chính là hướng đông, thiết kế theo kiến trúc cổ điển. Bên ngoài mặt tiền được sơn phun đá và có những cái lan can được làm bằng nhôm đúc kết hợp với mái thái. Chúng ta đến mặt tiền mặt chính căn nhà này, một căn nhà xây rất là đẹp, thiết kế một trệt một lửng ba lầu, cặn kèm phun được thất kèm theo, với diện tích là ngang 4,5m, độ dài là 13, và đây là một căn nhà chính chủ sẽ ở nha mọi người, rất là đẹp và cao cấp. Chúng ta đang để ý mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà nằm kề bên công viên Làng Hoa, cách công viên Làng Hoa khoảng chừng 300m thôi nha quý vị. Và con đường trước nhà này, con đường trước nhà là một con đường sau lưng căn mặt tiền Lê Văn Thọ như quý vị, con đường 5m thông. Đây là con đường trước nhà, nó chỉ nằm sau lưng căn mặt tiền Lê Văn Thọ thôi. Khu này rất là sầm uất, kế bên nhà quán cà phê sân vườn, đường thì hai xe hơi tránh nhau được. Chúng ta cùng để ý con đường này, con đường rất là rộng rãi nha, nhà đậu xe hơi được từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà hướng chính đông, phù hợp với đại gia đình chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Bên ngoài chúng ta có lớp cửa sắt, một khoảng sân 1,5m đậu xe máy. Bên trong là lớp cửa nhôm sinh pha, lớp cửa chính. Và khu vực không gian đậu xe hơi thì gia chủ đang trưng bày cái bộ sofa kết hợp với màn hình TV 65 inch. Có trang trí những bức tranh treo tường kết hợp với nhựa giả gỗ và tấm nhựa giả đá. Ở đây thì sofa thì tặng kèm và tất cả nội thất kèm theo bên trong căn nhà như trong video sẽ được chủ nhà tặng lại hết khi mua, với giá bán chỉ hơn 8 tỷ một tí xíu thôi. Chúng ta sở hữu căn nhà ngay trên trục đường Lê Văn Thọ, sát bên công viên Làng Hoa, cách công viên Làng Hoa 300m, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Kế bên là chợ và nhà thờ Hành Thông Tây, phía trên là trần thạch cao với đèn thả và đèn chùm chiếu sáng kết hợp với đèn led màu vàng, tạo nên một không gian căn nhà, không gian cái phòng khách có lửng phải nói là quá đẹp và cao cấp. Nhà thì gia chủ bố trí tặng kèm phun nội thất kèm theo. Phía dưới sàn thì khu vực gara xe hơi thì có đổ bê tông và ốp gạch 80. Khi chúng ta đậu xe hơi chỗ này thì chúng ta đưa cái bộ sofa này lên tầng lửng nha quý vị. Khu vực bên trong là cầu thang, với cầu thang xếp giấy đi lên từ bên tay trái và có cái hòn non bộ khô ở dưới này. Bên phải khu vực cầu thang là một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Phía sau sẽ là không gian bếp với giếng trời và bếp ăn, bếp nấu cũng như là bàn ăn, và tủ bếp trên dưới thì được làm bằng chất liệu là gỗ sồi Nga kết hợp với tủ lạnh hai cánh tặng kèm. Và khu bếp thì có khu vực để quý anh chị đặt bếp âm, máy hút mùi, có bồn rửa chén bát và khu vực đặt giá kệ để chén bát. Bên này là bàn ăn, thì không gian phòng bếp thì gia chủ ốp gạch lên cao phun trần, gạch 60m2. Cuối nhà thì có khoảng giếng trời, khoảng sân để rửa bên ngoài và một cái khoảng giếng trời khoảng chừng 2m2. Đây, kết hợp với vệ sinh ở cuối nhà, nhà thì có 5 phòng vệ sinh, 4 phòng vệ sinh cho 4 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh sử dụng cho không gian khách và khu vực đậu xe. Ngang 4,5m, độ dài lên tới 13 và giá bán gia chủ đang chào bán là 8 tỷ 580 triệu đồng còn bớt. Quý chị quan tâm hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là Hùng quay từ phía sau ra phía ngoài, khu vực đậu xe hơi và khu vực đậu xe máy cũng như là phòng khách nếu gia đình chúng ta không có xe hơi. Theo trên Hùng, Hùng xin mời tất cả mọi người di chuyển theo cầu thang. Cầu thang thì khoảng 90 và có ốp đá hoa cương, cầu thang chứa nghỉ. Ốp đá hoa cương màu trắng đen kết hợp với tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực 10 ly. Di chuyển lên không gian tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách. Thì ở đây gia chủ có làm một bức tường ốp gạch và ốp giả đá và ốp nhựa trang trí kết hợp với tranh hình trang trí. Phía sau sẽ là không gian của phòng khách với một không gian phòng khách rất là đẹp, nhìn khá là sang. Có bức tường ốp nhựa và ốp giả đá này, có quạt gió, phía trên là trần thạch cao đèn chiếu sáng, cuối thì chúng ta có tủ rượu và khu vực để kệ tivi và thông với giếng trời luôn. Đây là không gian phòng khách ở căn nhà. Quý anh chị, những vị khách hàng nào đang theo dõi kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12, muốn sở hữu một căn nhà hướng đông tứ trạch, đây là căn nhà hướng chính đông nha, nằm sát với mặt tiền, sau lưng căn mặt tiền Lê Văn Thọ, đường xe hơi vào tới nhà, thì hãy lưu ý căn nhà này nha quý vị, căn nhà với giá bán hơn 8 tỷ, đường xe hơi và diện tích là ngang 4,5m, diện tích cũng khá là đẹp. Bên trên lầu chúng ta sẽ cùng Hùng tham quan các phòng ngủ. 4 phòng ngủ thì đều có nội thất kèm theo, và khi mua thì toàn bộ nội thất bên trong
sẽ được chủ nhà để lại hết. Nhà thì sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý chị đang xem video không gian phòng ngủ với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Đầu giường phòng ngủ thì được ốp nhựa và ốp giả đá trang trí kết hợp với những gỉ màu vàng. Trên không gian vệ sinh thì có cái máy lạnh Asano tặng kèm kết hợp với tủ áo và vệ sinh trong. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh trong, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi nha quý chị. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía sau thì có cửa sổ ra giếng trời nên là quý anh chị yên tâm, tất cả phòng ngủ đều thoáng và sáng. Phòng ngủ phía trước thì cũng vậy, với tủ áo và tủ kệ tivi được đặt một bên kết hợp với quạt gió và giường ngủ 2m, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Máy lạnh thì đặt ngay ở trên đầu giường, trên kệ giường, kề giường nha. Bên ngoài là ban công với cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì gia chủ có sử dụng nhôm đúc rất là bền và đẹp kết hợp với mái thái và những cây cột được sơn giả đá. Đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ căn nhà này thì vừa phải, không rộng cũng không nhỏ nha quý vị. Chúng ta để vừa đủ tủ áo, tủ kệ tivi và để giường ngủ thì không gian vẫn đi lại rất là thoải mái. Phòng vệ sinh. Căn nhà này có một cái đó là phòng vệ sinh, chúng ta không để được cái bồn tắm đứng nha quý vị, vì cái bồn cầu nằm ở trong cùng. Lavabo nằm ngoài và cái vòi tắm hoa sen sẽ nằm ở giữa. Tiếp tục di chuyển lên bên trên, Hùng xin mời mọi người đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Nhà ngang 4,5m đang rất là hiếm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là nhà 4,5m mặt kế bên công viên Lòng Hoa thì càng hiếm hơn. Quý anh chị thấy video này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy bốc máy và gọi cho Hùng ngay, vì Hùng nghĩ căn này cũng sẽ bán nhanh thôi. Vị trí căn nhà thì nằm kề bên công viên Lòng Hoa, chợ và nhà thờ Hình Thông Tây, kế bên là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị, bệnh viện và các trung tâm thương mại của quận Gò Vấp, đầy đủ trên trục đường Quang Trung cũng như là trục đường Nguyễn Văn Lượng và trục đường Phan Văn Trị, đều có đầy đủ các trung tâm thương mại để chúng ta đi mua sắm và vui chơi giải trí hàng ngày nhé. Kề bên công viên Lòng Hoa thì con em mình đi bộ ra công viên tập thể dục thể thao, hoặc là có người già thì chúng ta cũng đi bộ ra công viên tập thể dục thể thao, hít không khí trong lành hàng ngày. Căn nhà thì cách sân bay Tân Nhất khoảng chừng chưa đến 10 phút đi xe máy, cách trung tâm thành phố khoảng chừng 25 phút thôi, một vị trí quá là đẹp. Nhà đường xe hơi xe tải thì phù hợp cho đại gia đình chúng ta, có thể vừa làm phòng công ty, cho thuê kinh doanh bán, làm showroom spa, một vị trí đắc địa như thế này. Và giá bán chỉ có 8.580.000.000 còn bớt cho quý chị thiện chí mua nhanh. Thì quý chị, những vị khách hàng đang theo dõi kênh YouTube cũng như đang có nhu cầu mua nhà quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà phù hợp với nhu cầu, phù hợp với giá cả của mình thì hãy gọi cho Hùng để được tư vấn và đi xem nhà ngay. Nhà thì sổ hồng riêng, chúng ta mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Quý chị yên tâm về pháp lý những căn nhà bên Hùng chào bán nha. Tất cả đều là sổ hồng riêng xây mới. Mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày, không trục trặc ngân hàng, và tất cả căn nhà thì được gia chủ hỗ trợ vay ngân hàng. Ngoài ra thì bên Hùng còn hỗ trợ quý anh chị chúng ta làm giá tốt cho quý anh chị chúng ta mua, cũng như là hỗ trợ cho đại gia đình chúng ta có thể thương lượng được một cái giá mềm nhất khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bên Hùng là một kênh bán nhà lâu năm, có uy tín lên tới hơn 10 năm trên địa bàn quận Gò Vấp, nên là quý anh chị liên hệ bên em thì sẽ có rất là nhiều ưu đãi và pháp lý giấy tờ đầy đủ. Nhà sau lưng căn mặt tiền Lê Văn Thọ này quý vị, đó, đây là mặt tiền Lê Văn Thọ này, đó, theo trụ mọi người theo, chỉ sau lưng căn mặt tiền thôi, rất là gần với mặt tiền, cái mặt tiền đường chưa tới 100m luôn. Trên đây là khu vực không gian sân thượng sau, cũng như là phòng giặt, phòng thờ, phòng giặt của căn nhà này và phơi đồ. Và đây là không gian phòng thờ và sân thượng phía trước. Sân thượng phía trước của căn nhà thì gia chủ có để bộ bàn ghế nhựa này với